Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trong những năm trở lại đây, các thảm họa thường xuyên xảy ra ở khắp Trung Quốc với đủ mọi hình thức khác nhau. Nguyên nhân dẫn đến những biến đổi khí hậu thảm khốc như vậy là do vị trí địa lý. Hơn nữa, nhiều người còn cho rằng yếu tố con người cũng tác không nhỏ dẫn đến việc tình hình thiên tai ngày càng tồi tệ hơn, như là chính quyền ông Tập Cận Bình muốn xoay chuyển quy luật tự nhiên bằng cách xây hàng ngàn con đập thủy điện tầm cỡ. Nhiều trận mưa lớn và kéo dài nhiều ngày gây nên những trận lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Theo các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thiên tai cho hay, đất nước Trung Quốc năm nay lũ lụt và thậm chí là động đất diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh và thành phố phía đông và miền trung của Trung Quốc, lũ quét đến sớm hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết của Trung Quốc cho biết, đến nay các tỉnh nằm tại ven sông Dương Tử đang phải hứng chịu các trận mưa dữ dội, khiến các con sông tại khu vực hạ lưu của con đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gánh chịu thiệt hại to lớn. Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân và cướp đi hàng trăm hecta hoa màu, số tài sản của người dân nằm ngổn ngang dưới dòng lũ. Trận lũ không chỉ gây tổn hại kinh tế mà còn khiến cho tinh thần người dân vùng này trở nên hoang mang. Theo Reuters đưa tin, sáng nay một trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc, đã hứng chịu trận lũ lụt hết sức tồi tệ trong nhiều thập kỷ qua tại tỉnh này. Sau một trận mưa dông kéo dài 5 ngày liên tiếp đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đường xá trong thành phố, khiến người dân trong thị trấn gồng mình chạy lũ để bảo toàn tính mạng. Giờ đây, lũ lụt tại Trung Quốc thường xuyên đến nỗi người dân không còn xa lạ gì, họ luôn trong tình thế sống chung với lũ bất cứ lúc nào. Dòng nước lũ ngày một xối xả, dữ tợn, cuốn trôi nhiều ô tô và nhà cửa của người dân. Nhóm phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh cho thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn tàn phá và nuốt trôi tài sản của người dân. Khoảng 12.000 người dân trong thành phố đã phải sơ tán lên vùng cao hơn để giữ an toàn, bởi với tình hình như hiện nay, trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và đang còn tiếp diễn phức tạp trong mấy ngày tới. Chính vì thế, công tác cứu trợ tại khu vực này xảy ra thảm họa đang gặp vấn đề vô cùng khó khăn. Các nhân viên cứu hộ dùng xuồng cỡ lớn và cố gắng đưa những nạn dân đang mắc kẹt trên mái nhà và các tòa nhà cao tầng khác. Cho đến sáng nay, chưa có con số thống kê nào được báo cáo thiệt hại về người. Theo đó, tại thị trấn Lưu Bá, nằm bên cạnh thị trấn Hán Trung cũng chịu ảnh hưởng lũ lụt tương tự. Nước lũ cuồn cuộn tràn xuống qua các con phố có độ dốc cao, đã cuốn trôi hàng trăm chiếc ô tô chất thành đống tại một ngã tư, cuốn toàn bộ mọi thứ trên vỉa hè và bất cứ thứ gì có mặt trên đường đi của nó. Trước sự bàng hoàng và run sợ của người dân đang quan sát từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà cao tầng, hiện vẫn chưa có ước tính chính xác về con số thiệt hại, nhưng theo các giới chức tại địa phương, tổng thiệt hại là không hề nhỏ. Các hình ảnh về lũ lụt cũng được đài truyền hình địa phương đưa tin. Thời điểm hiện tại, nỗi lo lắng lớn nhất của các cư dân sinh sống tại khu vực hạ lưu sông Dương Tử đều đang hướng về con đập Tam Hiệp. Có thể nhiều người không cảm nhận được mối nguy hiểm và sự bất an này, nhưng nếu chúng ta xây thêm một con đập khổng lồ với lượng nước hàng triệu mét khối mỗi giây, chắc chắn chúng ta sẽ có đồng cảm với sự hoang mang và lo sợ của những người dân sinh sống tại khu vực với hạ lưu con đập Tam Hiệp trong suốt từ đầu tháng 4 tới nay. Băng tan tại phía Tây, bồi thêm các trận mưa lớn liên tục kéo dài, gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẩy lượng nước lũ đổ về sông Dương Tử ngày một tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống của người dân trong mùa mưa lũ năm nay. Vào sáng ngày hôm nay, theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết của Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Cần đề phòng có thể có một trận lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra do lượng mưa lớn không ngừng tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở trên thượng cuộc sông Dương Tử, thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo Tân Hoa xã đã dự báo tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong năm ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối mỗi giây. Các đoạn đê của con sông Dương Tử, Hồ Bắc và các nơi khác đã bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Tất cả công trình và hoa màu người dân bị nước lũ nhấn chìm, thiệt hại nặng nề trong mùa thu hoạch sắp tới. Sáng nay, từ Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng 4 đến nay, bộ này buộc ra lệnh sơ tán hơn 2 triệu người dân từ hai tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ hoành hành hầu hết là người dân ở miền Trung, phía Đông và phía Nam của Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Bộ ứng phó khẩn cấp đưa ra lời báo cáo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao tới 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã đưa tin, mưa lớn đã gây ra 3 trận lở đất tại một thị trấn vùng núi Trùng Khánh, thuộc khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, đã khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ lụt đang diễn ra với tần suất dày đặc,
và xuất hiện ở hầu hết các khu vực các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Vào năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão Imba cũng đã xuất hiện hồi tháng 7 năm ngoái và còn bão Lupit ở đầu tháng 5 năm 2022 này. Nó đã tàn phá các tỉnh, thành phố phía Đông của Trung Quốc đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán và các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa xảy ra liên tục, đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng con đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là để giảm thiểu lượng lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại, và đây cũng là điều khiến cho giới chức Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy năm qua, và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc của Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 2,5 đến 3,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Jeff Hortime, người dân các tỉnh gặp lụt An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông, hồ hoặc do vỡ đập. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Theo người dân địa phương cho biết, 100 tỷ nhân dân tệ sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng gây ra. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ tại các vụ viện hôm ngày hôm qua để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Kính chào quý thính giả. Sự kiện đội đặc nhiệm Rồng Đen Việt Nam bắt được viên tướng Trung Quốc trên dải núi Sài Sơn. Nội dung của bản tin thời sự sẽ được trình bày ngay sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý vị thân mến, những ngày gần đây, quân Trung Quốc thường xuyên dùng máy bay các loại xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIS của Đài Loan. Đây là một động thái mà Trung Quốc muốn dùng vũ lực để thống trị Đài Loan, và nếu Trung Quốc thâu tóm được Đài Loan thì Biển Đông, Hoàng Sa và Sa của Việt Nam sẽ tiến tới một bước khó khăn hơn. Việt Nam mất đi một đồng minh ủng hộ, Đài Loan sẽ viện trợ cho Ta Hỏa Tiễn Văn Phong để chống lại Trung Quốc. Sau đó, đội đặc nhiệm của Việt Nam đã bí mật có mặt tại Đài Loan làm nhiệm vụ thiêng liêng. Trong một sự kiện, hai người lính đặc nhiệm Việt Nam đã bắt được viên tướng Trung Quốc trên dãy núi Sài Sơn. Sự việc làm chấn động cả nước Đài Loan và lan đi khắp thế giới. Và vào thời buổi công nghệ thông tin hiện đại như hiện nay, mọi câu chuyện có tính giật gân, đại loại như vậy. Chỉ cần mấy phút sau là cả thế giới đều biết, có rất nhiều điều người ta bàn tán về câu chuyện này. Việc đầu tiên cả thế giới đều biết và họ hết sức ngạc nhiên, tại sao Đài Loan lại có sự xuất hiện của quân lính Việt Nam. Hơn nữa, lính Việt Nam lại hiên ngang tham gia vây bắt lính Trung Quốc trên hòn đảo mà không ngần ngại gì ở Trung Quốc trả thù về vấn đề này. Họ rất khâm phục và tự hỏi tại sao các nước như Anh Quốc, Nhật, Pháp và đồng minh của Mỹ lại không dám đưa quân đến đảo Đài Loan ủng hộ, giúp đỡ Đài Loan giống như lính Việt Nam. Ngay sau đó, họ mới tìm hiểu và được biết rằng lính Việt Nam đã đến Đài Loan từ hơn một năm qua, theo sự thỏa thuận của hai nhà nước. Đơn giản là nó giống như sự xuất hiện của lính Trung Quốc tại Campuchia. Có một điều khác biệt là lính Việt Nam sang Đài Loan gần như theo kiểu lao động được nhập quốc tịch Đài Loan sau 2 năm đó, nếu không vi phạm luật pháp. Đây là điều khác biệt với những hợp tác quân sự như giữa Mỹ và Nhật hoặc với các nước khác. Một điều ngạc nhiên khác nữa, thế giới không hiểu tại sao viên tướng Trung Quốc không dám chống trả hai người lính Việt Nam, trong khi bên mình lại có mang theo súng. Vấn đề này như chúng tôi đã đưa tin vào các bản tin trước, viên tướng này nằm đó chờ cơ hội để trốn về lại Trung Quốc. Hắn ta đủ thông minh để biết rằng, khi hai đến Việt Nam nổ súng thì ít phút sau đó có hàng ngàn quân lính gần đó sẽ có mặt. Hắn làm sao chống đỡ nổi 300 lính Việt Nam, 1.000 lính Đài Loan. Đầu hàng chính là cơ hội sống sót. Đài Loan có bắt được hắn cũng không dám sát hại, mà trước sau gì cũng phải trao trả lại. Hắn ta tự tin nói rõ điều này. Khi bị bắt, hắn khai mình là thiếu tướng quân báo quân đoàn 5, người Trung Quốc đang bao vây khắp hòn đảo và chỉ chờ cơ hội thuận lợi là ra tay sát hại một viên tướng. Có cách nào tự chuốc lấy chiến tranh hay nói cách khác, sập bẫy người Trung Quốc? Chính vì vậy mà khi về đến căn cứ quân sự ở Cao Hùng, hắn cười tươi như hoa, không ai nghĩ rằng hắn ta đang làm tù binh. Ngay sau khi viên tướng này bị bắt, phía Trung Quốc lập tức nhận được nguồn thông tin và đài báo của Trung Quốc thay nhau lên tiếng, yêu cầu Đài Loan trao trả viên tướng này về nước. Vương Liêu chính là tên của viên tướng này được báo chí Trung Quốc nhắc đến. Vì câu chuyện này mà chuyện của tướng Lưu Bá Khanh chạy trốn sang Đài Loan bỗng bị chìm hẳn đi. Về phía Đài Loan, một số tờ báo cũng đưa ra lời bình luận về câu chuyện này. Cơ bản họ đưa ra nhận định cá nhân theo quan điểm của họ chứ không dám đại diện cho người Đài Loan hay bất kỳ tổ chức nào, tờ Ban Quản Chu đưa tin.
phía Trung Quốc đòi hỏi người về nước và tướng Vương Liêu cũng tự tin Đài Loan không dám giữ ông ta quá 3 ngày. Tuy nhiên, đất nước nào cũng có luật pháp riêng, tướng Viên Liêu xâm nhập bất hợp pháp vào Đài Loan, hơn nữa còn ám sát bà Thái Anh Văn. Bởi vậy, ông ta sẽ bị giam giữ ít nhất 2 lệnh để điều tra mới. Mỗi một lệnh này sẽ là 4 tháng, và cuối cùng sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Căn cứ vào những tội trên thì ít nhất tướng Vương Liêu cũng bị tù 15-20 năm tù. Như vậy, chiến sự tại Đài Loan và Trung Quốc có thể bùng nổ sớm hơn vì viên tướng này. Chắc chắn bà Thái Anh Văn sẽ không chấp nhận thả người, và Trung Quốc sẽ lấy cớ đó để tấn công nhanh. Phía Trung Quốc đang cố gắng hết sức có thể, nhưng họ không đạt được mục đích. Tập Cận Bình đã động đến Đài Loan, bây giờ động đến Mỹ và các nước đồng minh. Tuy nhiên, dù Tập Cận Bình muốn dừng lại cũng không được, bởi nếu hắn không rút lui, chắc chắn sẽ có một cuộc đảo chính trong nội các. Trung Nam Hải đã quá 3 lần Tập Cận Bình hoãn binh vì nhiều lý do, nhưng lý do cơ bản chính là hai đứa con gái cưng của hắn ta ở tại Đài Loan. Lãnh đạo, sinh viên biểu tình chống lại chính cha ruột của mình, nếu ông ta phát động chiến tranh, đồng nghĩa hắn đã tự giết hai đứa con gái của mình. Nhiều nguồn tin cũng tin rằng bà Bành Lệ Viện, vợ cũ của ông Tập Cận Bình, cũng đã chuẩn bị từ Việt Nam bay sang Đài Loan ủng hộ con gái và bà Thái Anh. Dù mỗi người một ngả nhưng Tập Cận Bình vẫn còn sợi dây ràng buộc là đứa con gái chung, bởi vậy ít nhiều hắn ta cũng bị dao động bởi sự chống trả cả từ những người thân của hắn. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Tin mới. Trong số trước, chúng ta đã hiểu rất rõ việc Liên Xô loay hoay như nào khi viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ. Một mặt thì muốn thể hiện mình là anh cả của khối xã hội chủ nghĩa, muốn cho Trung Quốc biết như thế nào là đế độ. Thế nhưng một mặt lại không muốn làm mất lòng Mỹ. Chính vì thế mà Liên Xô đã phải hạn chế viện trợ cho Việt Nam. Năm 1972, đó là năm mà Việt Nam bị rơi vào cái thế cô lập hoàn toàn bởi cả Trung Quốc, Liên Xô và Mỹ. Về ông Mỹ thì thôi khỏi phải nói, ông ấy đấm mình có thương tiếc gì đâu. Về Trung Quốc thì ngày 28 tháng 2 năm 1972, Chu Ân Lai và Nixon đã ký thông cáo chung Thượng Hải. Họ đã liệt kê ra 3 cái cam kết với nhau liên quan tới Việt Nam. Đầu tiên là Trung Quốc cam kết không can thiệp quân sự vào Đông Dương, đổi lại thì Hoa Kỳ cam kết cùng Trung Quốc phối hợp chống bá quyền Liên Xô. Thứ hai là Trung Quốc chấp nhận kiềm chế Việt Nam, đổi lại Hoa Kỳ phải giảm dần và rút lui hoàn toàn các căn cứ quân sự và quân đội của Hoa Kỳ ở Đài Loan. Thứ ba là Trung Quốc chấp nhận để Hoa Kỳ giữ nguyên chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, không ủng hộ việc thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam Việt Nam sau khi có hiệp định hòa bình. Đổi lại thì Hoa Kỳ phải ủng hộ Trung Quốc giữ ghế thành viên cố định tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thay thế cho Đài Loan. Đây là minh chứng đầu tiên cho ta thấy được mình cũng chỉ là món hàng để các nước lớn họ lôi ra đàm phán với nhau mà thôi. Mục đích đầu tiên vẫn là lợi cho nước của họ, và mục đích cuối cùng cũng là lợi cho nước của họ. Còn về phía Liên Xô, việc Trung Quốc giảm viện trợ cho Việt Nam và đột ngột bắt tay với Mỹ đã khiến cho cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc không còn nhiều ý nghĩa với Liên Xô như trước. Năm 1972, Liên Xô đang trong quá trình đàm phán như Hoa Kỳ về vấn đề hạn chế vũ khí hạt nhân chiến lược giai đoạn 1, gọi tắt là SALT-1. Dự kiến, ngày 20 tháng 5 năm 1972, Nixon sẽ đến Moscow và hòa đàm với SALT-1 sẽ khai mạc tại đó. Đồng thời, Liên Xô cũng muốn làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam. Nixon nói trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 3 năm 1972 tại Nhà Trắng rằng không có sự hợp tác của Liên Xô thì Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho việc thúc đẩy nhanh tiến trình giải quyết chiến tranh tại Việt Nam. Chính vì điều này, Liên Xô muốn Bắc Việt Nam chưa nên tấn công vội. Ngày 15 tháng 3 năm 1972, Đại sứ Liên Xô tại Hà Nội đã gặp Ngoại trưởng Nguyễn Duy Trinh và thông báo hai điều. Một là Kissinger chuyển lời nhắn. Nếu phía Việt Nam muốn thỏa thuận nghiêm túc các con đường đi tới giải pháp thì Hoa Kỳ sẽ có thái độ tương tự. Thứ hai là nếu không như vậy thì sẽ đi vào bế tắc. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể rơi vào tình thế hết sức khó khăn do các đơn vị chủ lực đã tung hết vào Nam và xa lầy trong đó. Mỹ có thể mở một chiến dịch lớn ngay trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cứ tưởng dọa thế là mình sẽ sợ. Thế nhưng có phải đâu, ngày 6 tháng 4 năm 1972, khi được tin Liên minh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam mở một cuộc tấn công lớn, Nixon đã cay, không để đâu hết cay, đành phải lên tiếng phát biểu rằng tôi không thể dự hội nghị cấp cao SALT-1 và chạm cốc Bedjep khi mà xe tăng Liên Xô chạy ầm ầm qua Huế hay Quảng Trị được. Hội nghị cấp cao chẳng đáng một đồng, không cần mưa nó bằng thất bại ở Việt Nam.
Rất may cho Liên Xô là vào cuối tháng 4 năm 1972, Kissinger đã báo cáo xác nhận với Nixon rằng người Xô Viết đã không đáp ứng yêu cầu mới nào về trang bị của Bắc Việt Nam. Đồng thời, họ cũng không đáp ứng yêu cầu của Việt Nam là chở hàng viện trợ vào Hải Phòng. Thay vào đó, Liên Xô đã đi vòng vèo vào Trung Quốc. Ngày 24 tháng 5 năm 1972, trưởng ban đối ngoại Đảng Cộng sản Liên Xô đã sang Hà Nội và khuyên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đáp ứng đề nghị của Mỹ rằng: "Thôi em à, đánh nhau thì đánh nó cũng vừa phải thôi. Chú đánh thẳng Mỹ như thế thì cũng khó xử cho anh. Bây giờ là anh cũng muốn hòa giải với nó, chứ tình hình như thế này thì căng quá. Chú cũng tìm cách hòa giải với nó đi, chứ không thì cả hai anh em mình cùng khổ." Rõ ràng đây lại là một minh chứng nữa để cho ta thấy được quyền lợi của các nước lớn vẫn là trên hết, chứ còn quyền lợi của các nước nhỏ như Việt Nam thì bao giờ cũng phải xếp sau. Minh chứng cho việc muốn Việt Nam kìm hãm đánh nhau để mình phải ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ một cách bất lợi. Đó là từ cuối năm 1971, Liên Xô đã giảm rất nhiều việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho mình. Đạn tên lửa Sa-2 đã giảm từ 45 quả một năm xuống còn 12 quả một năm. Phụ tùng của máy bay MiG-21 từ 50 đơn vị một năm xuống còn 20 đơn vị một năm. Các loại vũ khí mới hơn như kiểu xe tăng T-62, tên lửa SAM-3 hay máy bay MiG-23 cũng không đưa sang cho Việt Nam. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Mỹ tự tin như vậy khi mang B-52 ra Hà Nội để ném bom. Họ hiểu rằng Trung Quốc thì cấm cản, Liên Xô thì không viện trợ thêm vũ khí xịn. Thế thì bố bảo ông Việt Nam cũng không thể nào ăn được B-52 của nó. Đơn giản bởi B-52 là niềm tự hào của không lực Hoa Kỳ. Từ trước đến nay có ai bắn hạ được B-52 của nó đâu. Những nước lớn như nào nghe tới B-52 còn sợ nữa là Việt Nam. Chính vì thế mà Mỹ nó tự tin đến nỗi nó mang hẳn B-52 không cần trang bị ra để đánh Việt Nam đúng dịp Noel chùa gấu, không cần phải chuẩn bị thêm gì nhiều. B-52 cứ bay nhông nhông trên bầu trời Hà Nội, chẳng có gây nhiễu hay là bố trí đội hình làm gì cả, cứ tưởng là ngon ăn, thế nhưng mà hóa ra lại rụng như sung. Chính vì thế mà Mỹ đã phải mở đợt 2 để tấn công vào Hà Nội. Lần này thì rút kinh nghiệm, B-52 là phải được trang bị chỉnh tề với đầy đủ các loại vũ khí như bộ phận gây nhiễu, rồi thì đội hình bay, chiến thuật các thứ phải được tính toán cực kỳ kỹ. Lần trước là anh chủ quan thì chú mới ăn được thôi, còn lần này thì đợi đấy nhá. Không ngờ là lần thứ hai này mình phải đợi thật. Bà con khi mua đồng nát, sắt vụn đứng ra giữa đồng đợi lần lượt từng cái máy bay B-52 nó rụng. Và chính việc phải thua trên bầu trời Hà Nội như vậy mà Mỹ mới đồng ý ngồi vào bàn đàm phán Paris năm 1973 và mình mới có thể giải phóng được đất nước năm 1975. Việc mình giải phóng được đất nước đã khiến cho cả thế giới phải ngỡ ngàng. Mỹ thì thôi khỏi phải nói rồi, nhiều ông chiến binh của Mỹ đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn. Trung Quốc thì cũng vậy, họ đã bao giờ muốn Việt Nam hòa bình đâu. Họ luôn tìm cách để mình không được độc lập, phải phụ thuộc vào họ. Thế nhưng rồi chả hiểu tại sao mình lại đứng lên giành lại độc lập được. Còn với Liên Xô thì như chúng ta đã rõ, họ viện trợ cho Việt Nam chỉ là để lấy số với Trung Quốc, lấy số với các nước xã hội chủ nghĩa mà thôi, chứ chưa bao giờ họ tin Việt Nam có thể đánh thắng được Mỹ cả. Với Mỹ thì Liên Xô chỉ muốn làm sao cho Mỹ càng xa lầy và Việt Nam càng tốt. Có như thế thì Liên Xô mới dễ làm việc được ở châu Âu. Sau khi giải phóng miền Nam năm 1975, Việt Nam đã cố gắng thực hiện chính sách cân bằng với cả Liên Xô và Trung Quốc. Cùng với đó là nỗ lực để mở cánh cửa quan hệ với một số nước tư bản như Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Na Uy và kể cả Mỹ để không phải phụ thuộc vào một mình Liên Xô. Việt Nam mình hiểu rằng ở cái thế giới này làm gì có ai tốt với mình đâu, tất cả đều phải đi kèm với lợi ích của họ đằng sau hết. Chính vì thế mà chơi với mỗi Liên Xô đến lúc Liên Xô quay xe một phát thì chỉ có khổ. Thế nhưng điều này lại khiến cho Liên Xô không hề hài lòng. Ngoài mặt thì Liên Xô luôn muốn Việt Nam đàm phán với Mỹ để đi đến hòa bình. Thế nhưng bên trong thì lại muốn Việt Nam ngả theo Liên Xô để cùng họ dẹp Mỹ và phương Tây. Trong chuyện này, tất nhiên Việt Nam không theo phe nào cả. Việt Nam đã gia nhập Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào tháng 9 năm 1976 và nhận được 36 triệu đô trong khuôn khổ chương trình của họ. Việc Việt Nam là quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên tham gia tổ chức này đã khiến cho Liên Xô tức giận vô cùng. Vì đối với Liên Xô, khi IMF là phương tiện đắc lực để các đế quốc bóc lột các nước đang phát triển. Các nước tư bản có quỹ tiền tệ IMF thì khối xã hội chủ nghĩa có hội đồng hợp tác kinh tế gọi tắt là Common. Đây là hội nhóm mà Liên Xô yêu cầu tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều phải tham gia. Thế nhưng Việt Nam đã không làm điều đó, bởi mình không muốn ngả về bên nào và không muốn tự biến mình thành một đấu trường để Liên Xô và Trung Quốc nhảy vào đánh nhau. Tất nhiên, Liên Xô không thể nào chấp nhận được điều này và đã có những động thái giúp dân sự, giúp đỡ của họ đối với Việt Nam. Theo như Nayan Chanda, tác giả của cuốn Huynh đệ tương tàn đã mô tả lại tình cảnh lúc đó rằng,
cố vấn quân sự của Liên Xô đã giảm từ 60 xuống còn 40 ngay sau đại hội đảng tháng 12 năm 1976. Tới tháng 4 năm 1977, chỉ còn có 25 người. Viện trợ quân sự hàng năm của Liên Xô cho Việt Nam giảm xuống còn 20 triệu đô la. Quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô tụt xuống tới mức khiến cho các nhà ngoại giao Liên Xô ở Hà Nội phải công khai than phiền rằng Việt Nam đã vô ơn. Tiếp nữa, tại đại hội đảng lần thứ tư vào tháng 12 năm 1976, Việt Nam tuyên bố thống nhất đất nước và khởi động những kế hoạch tái thiết. Trưởng đoàn Liên Xô là ông Mikhail Sulov đã tới tham dự để thuyết phục Tổng bí thư Lê Duẩn hợp tác hoàn toàn với khối xã hội chủ nghĩa bằng việc gia nhập Common, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Xã hội Chủ nghĩa. Thế nhưng tất nhiên đây là một bài toán mà Việt Nam không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được. Và chính sự ngập ngừng như vậy đã khiến cho Liên Xô tỏ rõ sự giận dữ. Họ bắt đầu thể hiện thái độ thông qua việc rên rứ viện trợ cho mình. Những gì mà Liên Xô hứa sẽ viện trợ cho Việt Nam ngay lập tức gặp trục trặc về thời gian vận chuyển. Nhiều thời điểm hàng viện trợ thiết yếu của Liên Xô cho Việt Nam bị ngưng hoàn toàn, ngành công nghiệp của mình thiếu từ mọi nguyên liệu cũng như thiết bị từ Liên Xô. Đây là giai đoạn đúng theo kiểu chó ăn đá, gà ăn sỏi của nước mình. Trung Quốc thì ngừng viện trợ từ năm 1975 và bắt đầu thi hành chính sách chống Việt Nam bằng cách ủng hộ Pol Pot. Quan hệ với Mỹ và phương Tây thì vẫn còn đang trong giai đoạn trứng nước, chưa có niềm tin vào nhau. Trong khi đó thì người bạn lớn nhất là Liên Xô lại ngập ngừng trong việc viện trợ do mình không tham gia Hội đồng Hợp tác Kinh tế với Xã hội Chủ nghĩa Common. Nayan Chanda, tác giả của cuốn Huynh đệ tương tàn đã bình luận về giai đoạn này rằng Việt Nam phải gánh thêm rất nhiều nỗi chua chát vì cơn giận dữ của Liên Xô. Cùng với đó là chính sách ngoại giao rất phức tạp mà Việt Nam phải đối đầu. Dường như Liên Xô đã làm cho kinh tế Việt Nam thêm khủng hoảng. Vậy câu hỏi đặt ra là Việt Nam đã làm gì để thoát khỏi giai đoạn này? Mỹ đang đứng ở đâu trong các lựa chọn của Việt Nam? Nếu sau chiến tranh, mình muốn làm bạn thân thiết với Mỹ để cùng phát triển thì có được hay không? Đây là một bài viết của một tác giả có bút danh là Trần Kinh, đăng trên báo điện tử Người Quan sát của Trung Quốc. Trần Kinh là thành viên nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung Hoa Đại Phong Vận. Tác giả này đã viết như sau, vài năm qua nền kinh tế thế giới, gồm cả nền kinh tế Trung Quốc gặp phải một số vấn đề. Tốc độ tăng trưởng phổ biến là giảm xuống do chiến tranh, dịch bệnh nhiều nơi, một số nước rơi vào tình trạng nguy cơ. Trong bối cảnh này, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trở thành một điểm rất sáng. Giữa lúc tăng trưởng kinh tế của cả thế giới nói chung chuyển hướng giảm xuống trong mấy năm gần đây, thì kinh tế Việt Nam lại tăng trưởng mỗi năm cao hơn năm trước. Báo The Economic cũng đề cao về sự phát triển nền kinh tế Việt Nam và hy vọng Việt Nam có thể thực hiện được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao như Hàn Quốc. Các đề cập của báo The Economic đối với nền kinh tế Việt Nam là tương đối đơn giản. Nó là đề cập đến sự tăng trưởng rất khá của Việt Nam trong quá khứ từ năm 1990 trở đi. Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc về tốc độ tăng trưởng, sau đó là nói đến việc mở cửa thương mại và không có nhiều các nhà phân tích chuyên sâu nên có cảm giác tương đối ảo. Bài viết này của tôi sẽ phân tích sâu động lực cùng triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam để chỉ ra 20 năm qua. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam khá cao là vì điểm xuất phát quá thấp. Động lực của sự phát triển tốc độ cao chủ yếu là đầu tư nước ngoài. Giới hạn trên của nền kinh tế này là trình độ như Malaysia và giới hạn dưới là Thái Lan. Trong Thế chiến thứ hai, Việt Nam là thuộc địa của Pháp. Năm 1940, Nhật Bản xâm lược Việt Nam, khi đó chính phủ Pháp đã đầu hàng Hitler, nên họ cũng ký điều ước với Nhật để cả hai cùng áp bức tàn khốc đối với Việt Nam. Sau Thế chiến thứ hai, Việt Nam kháng chiến chống Pháp và có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Người Pháp thất bại, người Mỹ nhảy vào thay, nước Việt bị chia hai chiến tranh tàn khốc. Hoa Kỳ rút đi vào thập niên 1970, Việt Nam lại dựa vào Liên Xô, sau đó đưa quân vào Campuchia và Trung Quốc phát động chiến tranh đánh Việt Nam. Xung đột biên giới Việt-Trung kéo dài cho đến cuối thập niên 1980. Trong nhiều thập kỷ, những cuộc chiến tranh lớn nhỏ kéo dài mãi không hết, cho nên đất nước Việt Nam nhỏ bé bị ảnh hưởng rất nặng nề. Khách quan mà nói thì không có cách gì vực dậy nền kinh tế. Năm 1980 là thời điểm thấp nhất của nền kinh tế Việt Nam. GDP bình quân đầu người chưa được 100 đô la Mỹ, là một trong những nước nghèo nhất thế giới, luôn phải chiến tranh là một vận đen. Thời kỳ đầu chủ yếu là tội ác của các đế quốc như Nhật Bản, Pháp, Mỹ, sau đó là cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Trong thực tế, với tố chất cơ bản của người Việt Nam, không đến nỗi là nước lạc hậu nhất thế giới, chỉ là do tác hại của chiến tranh quá lớn. Năm 1986, Việt Nam đã học hỏi Trung Quốc đề ra chiến lược cải cách mở cửa, bắt đầu bước vào chính đạo. Trong thực tế, Việt Nam và Trung Quốc rất giống nhau. Không ít văn kiện chính sách đều là học hỏi Trung Quốc, đã học tập miễn phí không ít bài học kinh nghiệm của Trung Quốc. Cải cách của Việt Nam cũng đã thực hiện được gần 350 năm. Thời gian không phải là ngắn, xác thực thành quả không ít.
Báo The Economic cho biết tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau năm 1990 chỉ đứng sau Trung Quốc, cho nên đã gây ra rất nhiều sự chú ý. Việt Nam là một quốc gia không có nhiều rắc rối về các vấn đề tôn giáo. Người Kinh là tộc người chính, chiếm 86% dân số toàn quốc. Vấn đề xung đột sắc tộc rất là ít. Trong số các nước đang phát triển thì người Việt Nam được giáo dục cơ sở rất tốt, cũng rất chăm chỉ. Phụ nữ Việt Nam lại càng chăm chỉ hơn, quản lý cũng dễ hơn, chi phí trả lương thấp. Trong công xưởng, họ là lực lượng lao động tương đối tốt và Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền tương đối ổn định, không có vấn đề đảng đối lập, không có các vấn đề thay đổi lớn. Đây là những đặc điểm và dư luận phương Tây không đề cập đến, nhưng thực tế là có lợi cho sự phát triển kinh tế. Điều này giống với Trung Quốc, đây là những điều đã đảm bảo cho Việt Nam có thể thực hiện được sự tăng trưởng kinh tế trong suốt 30 năm qua. Nếu đem so sánh Ấn Độ và Việt Nam, có thể nói các mặt cơ bản này của Ấn Độ không bằng Việt Nam. Từ GDP bình quân đầu người, Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ. Từ nay về sau, khoảng cách này giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ càng ngày càng xa. Dĩ nhiên là dân số Ấn Độ lớn hơn rất nhiều, là một đất nước có nền kinh tế cấp đại lục. Điều này thì Việt Nam không so được. Chính phủ Việt Nam mạnh mẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng nhà máy, tạo lập môi trường đầu tư ổn định. So với nhiều quốc gia thì có một số chính sách ưu đãi, sự can thiệp cũng tương đối ít, nhờ đó đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng dần thành một xu hướng, kết quả thực sự rất tốt. Trong thời đại toàn cầu hóa, gần như các nhà máy công nghiệp trước tiên nghĩ đến ý tưởng sản xuất ở Trung Quốc tiêu thụ trên toàn cầu. Vì các lý do khác nhau, cũng có một số công ty xem xét ở các nước khác, chẳng hạn như chiến lược Trung Quốc cộng 1 là không nên đem tất cả tài sản đặt hết vào Trung Quốc, cần phân tán các rủi ro, hoặc là do chi phí lao động của Trung Quốc đang tăng mạnh, hoặc hành động giống như chính sách Nam Tiến của Đài Loan. Vì vậy, Việt Nam là một lựa chọn tương đối tốt, lãnh thổ đất nước không xa biển, tiện lợi cho vận tải biển, cách Trung Quốc cũng không xa, từ Trung Quốc chuyển đi cũng đều rất dễ dàng. Việt Nam không khác nhiều so với Trung Quốc, đó là hai miền Nam Bắc rõ rệt. Với hai thành thị trung tâm lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng giống như Thượng Hải và Bắc Kinh của Trung Quốc. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu được chia làm hai ở phía Bắc và phía Nam. Phía Bắc chủ yếu là Hàn Quốc, còn phía Nam chủ yếu là Nhật Bản và Đài Loan. Những năm tháng phát triển này của Việt Nam, công ty Samsung có đóng góp rất to lớn. Samsung đã đạt 1/3 năng lực sản xuất của mình ở Việt Nam. Ở miền Bắc Việt Nam, một nửa tăng trưởng xuất khẩu dựa vào Samsung, 99% sản phẩm điện tử xuất khẩu là của Samsung. Tình hình kinh tế Việt Nam trong 2 năm qua không phải là xấu và tốc độ tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu trong quan hệ giao dịch, buôn bán với nước ngoài cũng rất cao. Vì vậy, tỷ giá đồng Việt Nam cũng tương đối ổn định so với đồng nhân dân tệ, còn tăng giá trị, trong khi 2 năm nay tỷ giá giảm phổ biến ở các nước đang phát triển. Do đó, từ góc nhìn xuất nhập khẩu mà nói thì sự phát triển của Việt Nam tương đối tốt. Bởi vì có rất nhiều nhà máy nước ngoài, người Việt Nam cũng có rất nhiều cơ hội việc làm. Người Việt Nam đặc biệt thích uống cà phê, cũng giống như người Trung Quốc thích uống trà. Bên đường có rất nhiều tiệm cà phê cũng như các quán cóc. Bạn luôn có thể ngồi xuống uống 1-2 ly và trò chuyện thoải mái. Tôi cho là mức GDP của Việt Nam và Ấn Độ không hơn kém nhau nhiều, nhưng mức sinh hoạt thì lại tốt hơn rất nhiều. Với mức sinh hoạt, người Việt Nam tiếp cận mức của Trung Quốc, còn Ấn Độ vẫn còn quá nhiều yếu kém về điều kiện sinh hoạt của dân chúng nghèo ở hạ tầng. Trước đây, lưu truyền, truyền thuyết cô dâu Việt nói rằng người Việt Nam nghèo lắm, người ta phải nhập cư bất hợp pháp vào Trung Quốc để làm thuê. Nên hiểu rằng đó là tình hình của một số vùng nghèo của Việt Nam, chứ không phải là tình hình chung của tất cả. Việt Nam bây giờ hơi tương tự như trình độ phát triển của Trung Quốc. Vào cuối thập niên 1990, dân thành thị sinh hoạt được cải thiện rất nhiều, dĩ nhiên là vẫn còn một khoảng cách lớn với các nước phát triển. Từ các chỉ số kinh tế mà nói, cuộc sống thường nhật của người Việt Nam nói chung là cũng dễ dàng, tất nhiên là trừ ra những vùng hết sức khó khăn, đây là điều không có gì lạ lạ. Người Việt Nam không hoang đàng, không náo loạn, không nổi xung đột tôn giáo, thật thà, làm thuê kiếm tiền thì tự nhiên điều kiện cũng không kém, sống qua ngày cũng không có gì là khó khăn. Đảng Cộng sản Việt Nam chú ý giữ ổn định chính trị và kinh tế, nhưng cũng cách tân mở cửa mang lại liều thuốc kích thích cho các thành phần kinh tế. Từ một nguyên lý kinh tế mà xét thì là một tổ hợp chính sách không tồi. Và Trần Kinh kết luận rằng trên đây là một số mặt tốt của nền kinh tế Việt Nam mà người Trung Quốc không hiểu rõ lắm. Bởi vì những mâu thuẫn từ lịch sử và hiện tại, có khả năng người Trung Quốc nhìn Việt Nam với con mắt tương đối thấp. Nhưng trong thực tế, trong số các nước đang phát triển, chỉ trừ Trung Quốc ra, Việt Nam tăng trưởng tốt hơn mọi nước khác. Chỉ số tăng trưởng kinh tế và mức sinh hoạt đều là chân thực.
Sau đó thì Trần Kinh đi phân tích các vấn đề hạn chế của Việt Nam. Ở đây chúng tôi xin tóm lược lại 4 vấn đề chính. Một là sự thất bại của các mô hình đơn vị kinh tế quốc doanh. Trần Kinh viết, nhà máy đóng tàu quốc doanh lớn nhất của Việt Nam là Vinasin, một thời đã từng là tập đoàn đóng tàu lớn thứ tư thế giới, chẳng ngờ tổn thất 4 tỷ đô la không thể không kinh hoàng. Các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam gặp khó khăn trùng trùng trong phát triển, nhiều lần nghe những mất mát rất lớn, đến nay vẫn chưa có biện pháp nào tốt. Người Trung Quốc tự nhiên là không thấy là lạ với việc này, bởi vì doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc cũng gặp không ít căn bệnh giống như vậy. Tiếp theo, Trần Kinh cho rằng người Việt Nam không có tư tưởng quyết tâm tiến bộ mà dễ rơi vào tâm lý tự thỏa mãn cầu an. Tác giả này viết, các tập đoàn doanh nghiệp trung ương Trung Quốc khi khuếch đại địa bàn có khi bị công kích là quốc tiến, dân thoái là tiến hành lũng đoạn thị trường, là trào lưu phản động của kinh tế thị trường. Nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc đã tích cực tự nâng cao trình độ công nghệ, bắt tay vào đổi mới bản thân. Họ đã lớn tiếng la hét tự phê bình rất nghiêm khắc, giống như họ rất lạc hậu, rất nguy cơ. Trong khi đó, ở các nước đang phát triển như Việt Nam, những điều này là chuyện không thể tưởng tượng được. Ở các nước này, khi các tập đoàn quốc doanh phát triển, các doanh nghiệp độc lập không có một chút sức cạnh tranh, cũng không có một chút hy vọng. Vậy thì đâu có chỗ để tự phê bình? Phê bình là để chỉ ra những mong muốn sẽ bắt tay vào việc gì trong một phương pháp tranh luận chính xác. Không phê bình chính là bỏ cuộc, đây là vấn đề của Việt Nam. Đàn ông và phụ nữ của Việt Nam đều không có hùng tâm, tráng trí, có thể làm thuê kiếm sống qua ngày là được rồi. Hãy bắt tay và khởi nghiệp bất cứ công ty ở mảng nào. Nếu việc không có khả năng liền bỏ, không cân nhắc nữa. Việt Nam không phải là một nước nhỏ, thực lực yếu mà là không có chí khí. Hàn Quốc chỉ bằng một nửa dân số Việt Nam, diện tích lãnh thổ chỉ bằng 1/3 Việt Nam, nhưng tham vọng của họ thì rất là lớn. Họ đã ra sức phát triển tạo ra một số ngành công nghiệp rất lớn. Từ thập niên 1970, xác lập ý chí và bắt đầu thực hiện, cuối cùng thì Hàn Quốc đã tạo ra không ít ngành công nghiệp lớn. Nếu không có tham vọng thì không thể có nhiều thành tựu. Điều này cũng đúng. Ngay cả trong Thế vận hội, Hàn Quốc từ lâu đã khao khát giành huy chương vàng, nên họ đã có một số dự án đào tạo bồi dưỡng như xạ thủ bắn cung. Do đó, họ có một số ưu thế và mỗi kỳ Olympic đều có thể giành được một số lượng huy chương vàng nhất định. Đó là một cường quốc về thể dục. Trong khi đó, người Việt Nam đối với huy chương vàng Olympic cũng không có quyết tâm mãnh liệt, đầu tư cũng không nhiều. Để kết luận cho phần nói về hùng tâm tráng trí này, Trần Kinh viết, quốc dân không có hùng tâm tráng trí, không có lòng kiêu hãnh và kiên nhẫn trong nội tâm, vội tìm cách cầu an tâm, thậm chí là an bần, lạc đạo, kỳ vọng vào thế giới bên kia thì không thể nghiêm túc làm việc đại sự. Điểm yếu thứ ba của Việt Nam là dựa quá nhiều vào đầu tư nước ngoài. Trần Kinh viết, phân tích cẩn thận kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chỉ thấy tỷ lệ xuất khẩu của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 70%. Các doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước cũng xuất khẩu khá nhiều, nhưng chủ yếu là nguyên liệu, tài nguyên. Nghiêm trọng hơn, có nhiều phần xuất khẩu được tính vào doanh nghiệp trong nước là ảo. Bởi vì có những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn tránh các rắc rối nên đưa tiền cho người Việt Nam đứng ra làm tư cách pháp nhân, nên tưởng là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Do đó, phần xuất khẩu thực sự của người Việt Nam không có bao nhiêu, rất không lạc quan. Hệ quả của việc này, theo Trần Kinh là tuy tổng con số kim ngạch thì to, nhưng thực chất tự bản thân Việt Nam là không kiếm được bao nhiêu tiền. Ông này viết, đầu tư nước ngoài ở Việt Nam dựa trên cơ sở giá nhân công thấp trong các ngành gia công lắp ráp. Do vậy, kim ngạch xuất khẩu tuy đạt đến 150% GDP, nhưng số tiền ở Việt Nam không là bao nhiêu. Đất nước nghèo, cá nhân nghèo, rất nhiều việc đều không làm được. Vì vậy, khi đến Việt Nam, bạn sẽ phát hiện sinh hoạt của người dân địa phương không phải là khốn khổ, nhưng người dân cũng không có dư dật bao nhiêu. Cơ sở hạ tầng của cả nước làm chưa xong vì không có tiền để làm. Điểm yếu thứ tư, theo phân tích của Trần Kinh, là nạn tham nhũng. Trần Kinh viết, ở Việt Nam có một lỗ hổng lớn là nạn tham nhũng. Nói về tình trạng này cũng không kém Trung Quốc. Trung Quốc có rất nhiều tham nhũng, nhưng không công khai đến mức như Việt Nam. Tham nhũng ở Việt Nam có thể được xem là một hiện tượng văn hóa. Nghe nói việc nộp tiền được xem là phí cảm tạ. Điều này là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Trung Quốc, vì chỉ ít đại bộ phận người Trung Quốc không chấp nhận đạo lý này. Tình hình này khiến cho mọi người rất phiền, dù là người trong nước hay người nước ngoài đều không cảm thấy hài lòng. Và cuối cùng, Trần Kinh kết luận rằng, bởi vì các khiếm khuyết cơ bản, sự phát triển của Việt Nam không có cách gì để đột phá khỏi giới hạn trên của nó. Khi tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam vượt qua giới hạn dưới có thể may mắn tiếp tục tăng trưởng, một thời kỳ sau đó có thể tiếp cận giới hạn trên của nó, nhưng sau đó muốn tiếp tục tăng trưởng sẽ phải gặp một loạt trở ngại sâu xa.
Các bạn thân mến, trên đây, kênh đã trích được lại một số ý kiến chính của tác giả Trần Kinh trong bài viết rất dài của anh ta đăng trên tờ báo điện tử Người Quan sát của Trung Quốc. Những chỗ đánh giá, khen chê của Trần Kinh là góc nhìn của anh ta với tư cách là một người nước ngoài nhìn vào nước ta. Trong một loạt các chỗ khen chê của Trần Kinh, chúng tôi nhận thấy anh ta đã có đánh giá sâu sắc khi nhận xét về tham nhũng và sự thiếu hùng tâm tráng trí của người Việt là hai trong số các điểm yếu. Quả thật, người Việt ta đã có rất nhiều người có xu hướng cầu an. Điều đó thể hiện rõ nhất ở xu hướng chấp nhận bỏ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ để chạy và làm nhân viên trong các cơ quan nhà nước cho ổn định an toàn. Thực tế này đã kéo dài trong suốt nhiều năm qua và đến nay vẫn còn đang tiếp diễn. Tệ tham nhũng ở nước ta cũng là một vấn nạn mà chưa có phương thuốc nào để giải quyết căn bản. Chúng tôi thiết nghĩ vấn đề cơ chế chạy trọt với nạn tham nhũng có mối quan hệ rất mật thiết. Khi đã bỏ ra vài trăm triệu đến cả tỷ đồng chạy vào một vị trí, người ta sẽ phải tìm mọi cách kiếm thêm các khoản ngoài lương để bù đắp khoản tiền chạy trọt. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Đối với những người có chức, có quyền, hình thức tham nhũng càng phong phú hơn, có thể ăn hối lộ, ăn tiền lót tay để ký một quyết định nào đó, hoặc có thể nhận tiền để sắp xếp công việc nhân sự. Nếu mà có một cuộc điều tra xem giữa cơ chế xin cho với tham nhũng, cái nào là hệ quả của cái nào, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn cũng không tìm ra được đáp án chính xác. Bởi lẽ xét theo cơ chế cung cầu, có những người thích vào làm cơ quan công quyền thì mới có những người bán quan chức. Nhưng ngược lại, nếu người dân không thấy một nghề nào đó hoặc một vị trí nào đó quá dễ kiếm sống những khoản tiền ngoài lương thì có lẽ họ cũng chưa hẳn là đua nhau chạy vào các cơ quan nhà nước. Một vấn đề khác có liên quan mật thiết đến sự thiếu hùng tâm tráng trí của người Việt đó là kể từ thế kỷ thứ 10 đến nay, dù luôn luôn phải chống Trung Quốc nhưng hễ cứ đuổi được giặc phương Bắc về rồi là các triều đình nước ta lại học tập cách tổ chức theo mô hình của triều đại phương Bắc. Cả 10 thế kỷ liền, người Việt chỉ lấy Trung Quốc làm hình mẫu phấn đấu. Thực tế chứng minh rằng khi ta lấy một ai đó làm hình mẫu thì ta làm sao có thể vượt qua được họ, vì ta mãi mãi chỉ là cái bóng của họ mà thôi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói ra ý rằng thế hệ cha anh đã đấu tranh giành độc lập, trách nhiệm xây dựng đất nước giàu mạnh là của thế hệ mai sau. Ngày nay trên mạng có rất nhiều người tuyên bố nếu Trung Quốc đánh Việt Nam tôi sẵn sàng chết vì Tổ quốc, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng chuyển ngọn lửa nhiệt huyết ấy sang hướng phấn đấu làm giàu cho bản thân để một ngày nào đó thu nhập bình quân đầu người của chúng ta bằng hoặc vượt qua Trung Quốc. Lúc đó dân giàu thì nước mạnh, thế và lực của Việt Nam cũng sẽ thay đổi nhiều trong so sánh với Trung Quốc, khiến cho họ phải kiêng dè chúng ta hơn. Cá nhân chúng tôi suy nghĩ rằng đó là kế sách lâu dài. Vững chắc hơn là việc thắt lưng buộc bụng và bán tất tần tật tài nguyên khoáng sản để mua vũ khí phòng thủ như hiện nay. Philippines vừa qua đã ra lệnh cho quân đội tăng cường hiện diện ở Biển Đông, viện dẫn mối đe dọa đối với một đơn vị đồn trú sau các hoạt động gần đó của Trung Quốc. Động thái của Philippines diễn ra 2 ngày sau khi truyền thông đưa tin rằng Trung Quốc bắt đầu cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa. Bộ Quốc phòng Philippines cho biết hôm thứ Năm bất kỳ sự xâm lấn nào hoặc việc cải tạo các thực thể ở đó đều là mối đe dọa đối với an ninh. Bộ Quốc phòng Philippines không nêu rõ bản chất của các hoạt động được giám sát của Trung Quốc, nhưng quân đội Philippines nói rằng các cuộc tuần tra trên không do hải quân của họ đã quan sát thấy các tàu vấn quân Trung Quốc ở những khu vực này. Philippines đã nhiều lần cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển và dân quân bị Trung Quốc quấy rối và tấn công các tàu đánh cá và các tàu khác trong khu vực. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định ông sẽ không để Trung Quốc trả đạp lên các thuyền hàng hải. Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết năm 2012 từ một tòa án của Liên Hợp Quốc rằng yêu sách tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông của họ là vô lý. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo trên các dạng san hô, đồng thời xây dựng các cơ sở quân sự và đường băng. Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn các hình ảnh vệ tinh từ các quan chức Mỹ rằng các bờ đất mới đã xuất hiện ở Trường Sa trên các đảo nhỏ như Edad Reef, Wilson Reef, Lakiam Cay và Sandy Cay. Một tuyên bố của quân đội Philippines cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc tuần tra trên không và hải quân thường xuyên của họ đã quan sát thấy sự hiện diện dai dẳng của các tàu dân quân Trung Quốc xung quanh các khu vực được nêu trong bài báo của Bloomberg. Theo Bloomberg News, Trung Quốc đã quân sự hóa và phát triển các cảng, đường băng và các cơ sở hạ tầng khác trên các dạng san hô, đảo và bãi đất đang tranh chấp trong khu vực mà nước này đã kiểm soát từ lâu. Các quan chức phương Tây đã tiết lộ những bức ảnh đầu tiên được biết đến của một quốc gia làm điều này trên lãnh thổ mà quốc gia đó chưa chiếm đóng. Họ cảnh báo rằng hoạt động xây dựng gần đây nhất của Bắc Kinh thể hiện nỗ lực thúc đẩy một diễn biến mới. Theo các quan chức giấu tên, Bắc Kinh đã tiến hành các hoạt động xây dựng tại 4 thực thể không có người ở
Tại quần đảo Trường Sa, trong thập niên qua, các đội tàu đánh cá đóng vai trò là lực lượng dân quân biển, trên thực tế do Bắc Kinh kiểm soát. Họ cho biết một số cồn cát và các cấu trúc khác trong khu vực gần đây đã tăng kích thước lên gấp 10 lần dựa trên bản đồ năm 1947. Với những dấu hiệu mơ hồ được gọi là đường chín đoạn, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hơn 80% diện tích Biển Đông. Trong quá khứ, họ đã khẳng định rằng họ có quyền chủ quyền để xây dựng trên lãnh thổ của mình. Khi Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào các tàu hải quân và bảo vệ bờ biển để thực thi các yêu sách của mình, căng thẳng giữa Bắc Kinh và các bên yêu sách khác ở Biển Đông như Philippines, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Brunei đã leo thang trong nhiều năm. Bộ Ngoại giao Philippines DFA quan ngại sâu sắc về các hoạt động cải tạo được báo cáo của Trung Quốc tại các rạn san hô không có người ở xung quanh quần đảo Trường Sa và Biển Đông. Trong một tuyên bố hôm vừa qua, DFA cho biết, chúng tôi vô cùng lo ngại về những hoạt động như vậy. Trái với cam kết tự kiềm chế của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và phán quyết trọng tài về Biển Đông năm 2016, căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982 cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Trung Quốc đã thông qua luật hải cảnh cho phép lực lượng này sử dụng mọi phương tiện cần thiết, kể cả nổ súng để ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu thuyền nước ngoài. Đạo luật còn cho phép hải cảnh Trung Quốc, tức cảnh sát biển, được phá công trình nước khác xây dựng trên các thực thể và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền. Hải cảnh Trung Quốc còn được trao quyền thiết lập các vùng cấm di chuyển khi cần thiết để ngăn các tàu thuyền và người đi vào. Hành động thông qua luật hải cảnh của Bắc Kinh đã phản ánh sự đối lý của họ trong vụ kiện tại tòa trọng tài năm 2016 khi tòa án bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc với đường chín đoạn phi pháp bao trọn 90% diện tích Biển Đông. Trong thực tiễn, Trung Quốc đã không có định nghĩa rõ ràng về các vùng biển thuộc quyền tài phán. Bắc Kinh cũng không nêu rõ những khu vực được coi là vùng biển thuộc quyền tài phán. Trung Quốc từng tìm cách sử dụng lực lượng hải cảnh để thực thi quyền tài phán ở các vùng biển xung quanh đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mục tiêu chính của động thái này cũng như hoạt động của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông nói chung là tác động đến hơn 3,7 triệu người dân của các quốc gia liên quan đang kiếm sinh kế dựa vào quyền tiếp cận Biển Đông. Trung Quốc hiểu rằng hành vi thái độ của cộng đồng này sẽ quyết định liệu Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982 được duy trì ở Biển Đông hay bị phá bỏ để phục vụ tham vọng hàng hải của Bắc Kinh. Luật hải cảnh là đạo luật được xây dựng nhằm uy hiếp răn đe các quốc gia xung quanh Biển Đông và Biển Hoa Đông và cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng hành động cứng rắn. Đó là tín hiệu răn mặt cảnh báo các bên không thách thức hoạt động của lực lượng hải cảnh Trung Quốc tại những khu vực vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. Luật hải cảnh này được thông qua sau khi Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật dân sự trên biển để lập Cục Hải cảnh năm 2013. Cục Hải cảnh Trung Quốc đứng dưới quyền lực lực lượng vũ cảnh, trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào tháng 7 năm 2018. Giới chuyên gia cho rằng ngoài việc tiềm ẩn ngoại giao pháo hạm, đạo luật mới còn cho thấy nguy cơ Trung Quốc lạm dụng lực lượng hải cảnh, vốn được quân sự hóa mạnh mẽ với nhiều loại chế tài hạng nặng để phục vụ cho các yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển Đông. Sử dụng đại dương một cách hòa bình và không dùng vũ lực là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong UNCLOS năm 1982 cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhiều điều luật quốc tế khác. Các bên tham gia UNCLOS trong đó có Trung Quốc cần tôn trọng nguyên tắc này và không sử dụng vũ lực lượng quân sự vượt quá phạm vi được quy định trong luật pháp quốc tế. Việc đạo luật có thể áp dụng trong những vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền bao gồm cả đường chín đoạn phi pháp trên Biển Đông từng bị tòa trọng tài bác bỏ năm 2016. Mọi biện pháp thực thi luật Trung Quốc trong khu vực phi pháp cũng là hành động phi pháp. Hải cảnh, lãnh hải
phần lớn trách nhiệm trong hoạt động cưỡng ép tại các vùng biển gần Trung Quốc. Đạo luật này cần được xem xét chặt chẽ theo quan điểm của nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực, nhất là một số nước lớn có lợi ích ở Biển Đông. Ông Blinken nhấn mạnh, Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông bởi chúng vượt quá các vùng biển mà Trung Quốc được phép tuyên bố chủ quyền theo luật pháp quốc tế như được quy định trong UNCLOS năm 1982, đồng thời cam kết sát cánh với các bên tranh chấp Đông Nam Á. Trước sức ép từ Trung Quốc, nhiều nước sẽ tiếp tục phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Những lời đe dọa sử dụng vũ lực đơn phương của Bắc Kinh là điều đáng lo ngại. Chúng có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ và chạm vào xung đột trên biển. Trong năm 2022, Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động trên thực địa như tập trận bắn đạn thật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên Biển Đông. Vi phạm chủ quyền, quyền tài phán của một số quốc gia xung quanh Biển Đông trên cơ sở quy định của hệ thống luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, quy định của UNCLOS và các thỏa thuận của khu vực. Là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc, thì Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Không được phép tiến hành các hành động làm gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình ở Biển Đông và khu vực. Tuân thủ quy định của các nước trong tiến hành đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Bạn có suy nghĩ theo lời mời của Israel Aeropac Industries IAI, tức Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel, một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến Israel nhằm đàm phán thương vụ mua 3 hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 trị giá 500 triệu đô la. Như vậy, mỗi hệ thống có đơn giá là 133 triệu đô la. Xét về tính năng, Barak 8 có tầm bắn chẳng thua kém gì so với tên lửa S-300 đang có trong biên chế phòng không của Việt Nam. Vì vậy, nếu chúng ta đặt mua, nhiều khả năng mỗi hệ thống sẽ tương đương một trung đoàn. Tất nhiên, đi kèm cùng nó sẽ là các tiểu đoàn phòng không tầm thấp, đảm bảo khả năng phòng thủ trên một hướng. Barak 8 được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay trực thăng, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Được biết, trong chuyến đi này, phái đoàn Việt Nam cũng gặp gỡ người đứng đầu lực lượng không quân Israel, chỉ huy chịu trách nhiệm về phòng không của nước này và các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp quốc phòng Israel trong gần 2 thập niên qua. Bài báo của Haaretz trích nguồn tin trong ngành công nghiệp này cho biết, trước đó Israel đã ký các thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ đô la với Việt Nam. Đáng chú ý là việc thành lập nhà máy trị giá 100 triệu đô la tại Việt Nam để lắp ráp súng trường tấn công. Năm 2015, Việt Nam đã mua hệ thống Hồng Kông Spider với giá 600 triệu đô la từ một công ty quốc phòng khác của Israel là Rafael Advanced Defense System. Đây được đánh giá là một thỏa thuận quân sự lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước. Rafael gần đây đã đàm phán với không quân Việt Nam trong nỗ lực thuyết phục Hà Nội mua thêm 3 hệ thống Spider. Nhưng theo các nguồn tin trong ngành ở Việt Nam, Hà Nội không hài lòng với Rafael và quyết định ưu tiên cho IAI. Vì sao nói sức mạnh của hệ thống Barak 8 đáng đồng tiền bát gạo? Nếu thương vụ Barak 8 thành công, mặc dù số lượng đặt mua chỉ là 3 hệ thống thôi, nhưng nó cũng là một cuộc cách mạng về chất đối với phòng không Việt Nam. Bởi lẽ, thứ nhất, Israel là quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, kết hợp với kinh nghiệm thực chiến phong phú, từng đánh bại nhiều kẻ thù rất mạnh, hoặc thường cho ra đời những vũ khí chất lượng cao tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Barak 8 được đánh giá là tổ hợp phòng không nguy hiểm và độc đáo bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Thứ hai, Barak 8 là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung xa, có thể diệt mọi loại mục tiêu. Mẫu Barak 8 Emerald Sam nguyên bản có tầm bắn tối đa là 70 km, trong khi biến thể Barak Air 2 tầng có khả năng bắn xa tới 150 km. Ấn Độ cũng đang vận hành phiên bản riêng được phát triển chung với IAI, sử dụng tên lửa một tầng đẩy với tầm bắn 100 km. Các hệ thống này được đánh giá là cung cấp cho phòng không Việt Nam những ô hỏa lực đáng sợ, đủ để đánh bại bất cứ loại máy bay nào trên thế giới, kể cả máy bay tàng hình. Thứ ba, điểm độc đáo của loại vũ khí này là động cơ của tên lửa Barak 8 là sự kết hợp giữa động cơ tên lửa và hệ thống điều khiển vector lực đẩy, cho phép chúng cực kỳ cơ động ở tốc độ cao. Loại tên lửa này được thiết kế để có thể đối phó với rất nhiều kiểu mục tiêu bay khác nhau, từ tên lửa chống hạm, máy bay UAV, tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình. Theo các quan chức của IAI, hệ thống tối tân này được tích hợp radar đa năng, liên kết dữ liệu hai chiều và được trang bị hệ thống điều khiển linh hoạt, giúp tăng cường khả năng xác định quỹ đạo bay của mục tiêu cũng như đánh chặn hiệu quả nhiều mục tiêu cùng lúc. Thứ tư, hệ thống của bệ phóng tên lửa phòng không Barak 8 được đặt trên khung gầm xe tải quân sự. Barak 8 được phóng thẳng đứng từ
TEL và có tầm bao quát 360 độ, bộ phận phóng gồm 8 thùng chứa tên lửa sẵn sàng khai hỏa. 8 tên lửa này có thể được bắn trong vòng chưa đầy tới 20 giây. Mật khẩu loại Barak bao gồm hệ thống chỉ huy điều khiển, radar theo dõi, tên lửa và hệ thống phóng di động. Khi kết hợp với hệ thống phòng không hiện đại, các radar theo dõi và dẫn đường đa chức năng. Chẳng hạn như MF Star trên tàu khu trục lớp Conta giúp cho Barak 8 có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. Các đặc điểm tấn công của hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 sẽ bao gồm với kích thước tên lửa có chiều dài 4,5m, đường kính 0,225m ở đầu đạn, 0,54m ở khu vực mang nhiên liệu phóng. Mỗi tên lửa Barak 8 có sải cánh rộng 0,94m và mang theo 60kg đầu đạn, tầm bắn lên tới 70km hoặc 150km tùy phiên bản, trần bắn từ 16 đến 30km tùy phiên bản. Tốc độ tối đa của tên lửa từ Mach 2 tới Mach 3 tùy phiên bản, phóng theo phương thẳng đứng có khả năng đánh chặn các mối đe dọa đường không với độ bao phủ 360 độ, khả năng cơ động cao, đầu đạn có uy lực tiêu diệt hiệu quả, radar đa nhiệm có khả năng chính xác, độ cảm biến cao với hệ thống điều khiển động cơ, có thể cùng lúc theo dấu nhiều mục tiêu, tìm mục tiêu nhanh chóng và đáng tin cậy. Nếu Việt Nam mua 3 hệ thống này thì chúng ta vui 1, còn nếu Israel chuyển giao công nghệ chế tạo thì chúng ta vui 10. Hy vọng rằng với năm 2024 hoặc 2025, những hệ thống Barak 8 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Việt Nam. Hải quân Việt Nam đóng tàu phòng không hạm đội, vấn đề sẽ được giải quyết bởi một đối tác cực đỉnh. Khoảng trống lớn của Hải quân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, với tàu ngầm Kilo 636 rất hiện đại, Hải quân Việt Nam trở thành lực lượng có khả năng tác chiến dưới lòng biển mạnh nhất Đông Nam Á. Với các tàu hộ vệ tên lửa Jupat, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia, khả năng tác chiến chống hạm cũng tương đối ổn. Tuy nhiên, chúng ta đang thiếu một lớp tàu phòng không hạm đội thực sự, bởi hệ thống phòng không của chiến hạm Jupat khá hạn chế, kể cả khi triển khai đóng thêm một lớp tàu hộ vệ này với các ống phóng thẳng đứng, trang bị tên lửa phòng không Stinger 1, hệ thống Buk phiên bản hải quân, thì với tầm bắn tối đa 50km vẫn là quá khiêm tốn. Chủ yếu vấn đề tự bảo vệ mình, chứ không thể đủ sức tạo thành ô che đầu vững chắc cho các biên đội tàu mặt nước hoạt động an toàn trên biển. Các chiến đấu cơ Su-30 MK2 hay kể cả loại tiêm kích tiếp theo thế hệ mới hơn sẽ được trang bị trong thời gian tới, vẫn chủ yếu làm nhiệm vụ chi viện là chính. Hải quân vẫn cần có các tàu phòng không hạm đội để có thể độc lập tác chiến hiệu quả trong trường hợp bị đối phương đột kích bất ngờ. Vì vậy, nếu Hải quân Việt Nam được trang bị tàu phòng không hạm đội thì thật là tuyệt vời, lấp đầy khoảng trống hiện tại và đánh dấu một bước phát triển vượt bậc. Đúng theo định hướng tiến thẳng lên hiện đại, theo đúng lộ trình xây dựng lực lượng của quân chủng. Thế nhưng, chọn lớp tàu nào, do ai cung cấp thì quả thực vẫn là cả một vấn đề rất lớn. Vấn đề đã có hướng giải quyết. Tại thời điểm này vẫn còn hơi sớm khi nói tới tàu phòng không hạm đội cho Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên đây là nhu cầu tất yếu trong tương lai. Việc chúng ta đàm phán mua hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 của Israel đã hé mở một triển vọng tốt. Thật vậy, hiện nay Hải quân Israel đã được trang bị 4 tàu hộ vệ lớp Star 6 rất hiện đại, được phát triển dựa trên thiết kế của lớp Bucherich của Đức, nhưng đã được cải tiến phù hợp với nhu cầu của Israel để trở thành xương sống của hạm đội nước này. Đáng chú ý là 90% hệ thống vũ khí phòng thủ trên tàu đều do Israel sản xuất. Kích thước của Sa-6 không lớn hơn, với chiều dài chỉ 90m, chiều rộng 13,5m, với lượng dạn nước 2.000 tấn, nhưng lại sở hữu lượng vũ khí khủng và vô cùng hiện đại so với những chiến hạm cùng kích cỡ. Điển hình trong số này là pháo hạm Otto Melara cỡ 76mm, hệ thống pháo điều khiển từ xa Typhoon 25mm, 32 ống phóng tên lửa phòng không Barak 8, 40 ống phóng tên lửa đánh chặn Pamia thuộc hệ thống phòng thủ Shidom, phiên bản trên biển của Irondom, 16 tên lửa hành trình diệt hạm và 2 ống phóng ngư lôi 324mm. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử radar ELM 2248, MF Star, EMFA và khoang chứa máy bay đủ cho một chiếc trực thăng loại SH-60. Với công nghệ tàng hình cùng nhiều loại tên lửa đánh chặn tối tân, các Sa-6 sẽ đảm nhiệm chức năng như một lá chắn tên lửa ngoài khơi, bảo vệ đường bờ biển và lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam trước mối đe dọa từ tên lửa và các loại vũ khí tấn công khác. Với Hải quân Israel, những tàu hộ vệ tên lửa lớp Sa-6 sẽ trở thành xương sống của hạm đội nước này trong vòng 30 năm tới. Israel tin dùng và trang bị cho nó những hệ thống vũ khí phòng thủ của nhà chồng được thì chẳng có lý do gì mà Việt Nam lại không cân nhắc như là một lựa chọn cho tàu phòng không hạm đội trong tương lai.
bởi hầu hết vũ khí trên tàu thì đều được phía Israel sẵn sàng bán cho chúng ta. Chỉ có điều ngoài vũ khí phòng thủ là tên lửa phòng không Black 8 nên chọn phiên bản ER tăng tầm với cự ly diệt mục tiêu tới 150 km và Sidon cùng radar và tác chiến điện tử Made in Israel thì để hình thành lên được một con tàu một cách hoàn chỉnh, cần có sự thỏa thuận nhất trí của các quốc gia khác như Đức, Italia, Mỹ. Việc đàm phán với nhiều quốc gia như vậy sẽ khá mất thời gian, trong đó Đức là quan trọng nhất bởi những tàu này được đóng tại đất nước của họ. Việc Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí được cho là một cơ hội tốt để Việt Nam tiếp cận và mua sắm các sản phẩm quốc phòng hiện đại từ phương Tây. Theo chủ trương đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc quá lớn vào bất cứ quốc gia nào, nhất là trong bối cảnh đối tác truyền thống và tin cậy là Nga đang gặp khó khăn do cuộc xung đột Ukraine. Một cuộc trở ngại lớn nữa là kinh phí mua sắm của quân đội ta có hạn, trong khi để đóng mỗi con tàu này, Israel đã phải chi tới 430 triệu euro, tương đương hơn 450 triệu đô la Mỹ. Với Việt Nam, đơn giá còn có thể lớn hơn nữa. Tuy nhiên, trong vòng từ 7 đến 10 năm tới, với tốc độ phát triển kinh tế ổn định, chúng ta tin rằng ngân sách của Việt Nam đủ cáng đáng và nếu các đối tác cung cấp ứng dụng cho Việt Nam thì càng tuyệt vời hơn. Vấn đề đầu tiên sẽ được giải quyết nhanh hơn. Tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc có lẽ không phải là một vấn đề mới lạ đối với chúng ta. Khi trải dài khắp khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đã có đến 13 nước đang vướng vào những cuộc xung đột trên nhiều phương diện với Trung Quốc, đặc biệt trong đó có cả Nga và Triều Tiên. Thế nhưng, người xưa đã có câu vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Trung Quốc có thể gây hấn với toàn nhân loại nhưng lại không bao giờ dám đối đầu trực tiếp với siêu cường số một thế giới là Hoa Kỳ. Phần lớn lý do đến từ tiềm lực quân sự khổng lồ của xứ sở cờ hoa. Vậy Trung Quốc khiếp sợ vũ khí duy nhất của Mỹ nếu như phải đối đầu với nước này và trong một cuộc chiến tranh toàn diện. Trước những thách thức chiến lược của một Trung Quốc ngày càng hung hăng, Mỹ sẽ chuyển trọng tâm răn đe bằng vũ khí thời chiến tranh lạnh sang răn đe bằng vũ khí công nghệ cao. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ đã triển khai 250.000 lính Mỹ đóng tại Tây Đức làm lực lượng răn đe và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng từ Liên Xô. Đồng thời tích cực phát triển lực lượng hạt nhân, lúc đỉnh điểm Washington có trong tay tận 31.000 đơn vị vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, loại vũ khí răn đe hiệu quả của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh chính là các tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược B-52. Cuộc cạnh tranh địa chính trị của Mỹ và Trung Quốc diễn ra không chỉ trên đất liền mà còn trên biển, trong không gian vũ trụ và không gian mạng. Hải quân Mỹ với thế mạnh luôn là bá chủ trong lĩnh vực hàng hải toàn cầu, thế nhưng sức mạnh hải quân của Trung Quốc không thể xem thường. Tất cả những chuyên gia hoạch định chiến lược của Mỹ đều có sự nhất trí đồng thuận cao khi cho rằng hải quân là lực lượng quân sự quan trọng nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ. Vì vậy, phải tập trung đầu tư. Nhưng sang đến thế kỷ 21, tàu sân bay lại không phải là vũ khí chủ lực của hải quân Mỹ, mà vũ khí chủ lực là 92 tàu tuần dương và khu trục hạm được trang bị trong hệ thống Aegis, đang hoạt động trên tất cả các đại dương, thực hiện các hoạt động tự do hàng hải. Những tàu chiến này đảm bảo quyền thống trị của Mỹ trên các đại dương và hộ tống hạm đội kể cả tàu sân bay khỏi các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa và đường không. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo chính phủ Mỹ nên xem xét cẩn thận để có thể duy trì ưu thế hàng hải của mình, đặc biệt là đầu tư vào các tàu chiến đấu trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Hiện tại, hệ thống chiến đấu này đã được tích hợp trên toàn bộ các tàu khu trục lớp Anlet Booker và tuần dương hạm Ticonderoga. Nhiều khán giả ở đây chắc hẳn đã từng nghe về sức mạnh vượt trội của hai con tàu này trong vai trò phòng không chống hạm, chống ngầm. Ticonderoga được trang bị tới 120 ống phóng thẳng đứng MK41, có thể mang theo nhiều loại tên lửa khác nhau. Còn Alex Booker được gắn từ 90 đến 96 ống. Nếu kết hợp với nhau, chúng có thể thiết lập ô phòng thủ trên không, mặt biển và dưới nước để bảo vệ cho cả nhóm tác chiến tàu sân bay. Nhưng thực tế, chúng sẽ chẳng thể phát huy được uy lực của mình nếu thiếu đi hệ thống chiến đấu Aegis. Vậy hệ thống này có gì đặc biệt mà có thể biến một con tàu chiến đấu bình thường trở thành cơn ác mộng của hạm đội trên khắp cả đại dương? Hãy dành ra một chút thời gian để cùng với Tin Mới tìm hiểu nhé! Hệ thống chiến đấu Aegis do Hải quân Mỹ triển khai được mệnh danh là hệ thống chiến đấu tiên tiến và phức tạp nhất thế giới, là trái tim của hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo xuyên quốc gia mà Mỹ đang xây dựng. Nó được hiểu đơn giản là sự tích hợp của nhiều thành phần khác nhau dựa trên một số hệ thống cảm biến riêng biệt để theo dõi và phát hiện các mối đe dọa khác nhau từ mìn, ngư lôi, tàu ngầm đến các mục tiêu trên không, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo. Vũ khí chính của hệ thống chiến đấu Aegis là tên lửa đánh chặn Standard Missile SM,
Các biến thể đời đầu của hệ thống này thì sử dụng tên lửa đánh chặn Dream-6667-156. Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn, có tầm bắn tối đa tới 170 km với tầm cao 25 km. Biến thể SM-2 Block 3A sử dụng đầu dò radar bán chủ động, SM-2 Block 3B sử dụng đầu dò hồng ngoại bán chủ động. Các biến thể Aegis hiện đại hơn sử dụng tên lửa đánh chặn Dream-161-SM-3. Tên lửa có tầm bắn lên đến 2.500 km, tầm cao tới 1.500 km và nó được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa ở bên ngoài tầng khí quyển. Thế nhưng để chiếm thế thượng phong trong trận chiến lớn hơn với Trung Quốc bắt đầu từ những con sóng ngoài Biển Đông thì Hoa Kỳ cần phải chuẩn bị nhiều hơn thế. Và một trong những chiến binh mà Lầu Năm Góc đang nắm giữ khiến Bắc Kinh khiếp sợ nhất chắc chắn phải kể đến tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk, sứ giả của chiến tranh. Thật vậy, tên lửa Tomahawk luôn đóng vai trò mở màn quan trọng mỗi khi Mỹ muốn tuyên chiến hoặc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu tại một quốc gia nào đó. Điểm đến của Tomahawk trong những năm gần đây là Iraq, Afghanistan, Libya và mới nhất là Syria. Thậm chí loại tên lửa hành trình có độ chính xác cực cao này giờ đây đã được quân đội Mỹ ưu tiên trang bị trên tất cả các phương tiện chiến đấu không chỉ của không quân lẫn lục quân mà còn cả của hải quân. Ở phiên bản hải quân, nó có hai biến thể là Block 5A trang bị đầu đạn chống hạm, có khả năng tấn công tàu mặt nước cách xa tới 1.609 km và Block 5B lắp đầu đạn tấn công mục tiêu trên bộ. Nó cũng được tích hợp một đầu đạn mới có phạm vi hoạt động rộng hơn với sức công phá mạnh hơn. Theo tin mới, thì phạm vi hoạt động của Tomahawk đóng vai trò đặc biệt quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc cũng đang gia tăng cạnh tranh về sức mạnh của tên lửa. Trong đó phải kể đến các tên lửa hạt nhân là DF-26 và DF-21 của nước này với tầm hoạt động lần lượt hơn 4.000 km và hơn 2.100 km. Những tên lửa này không chỉ được sử dụng cho các bệ phóng thẳng đứng VLS trên tàu mặt nước mà còn trên tàu ngầm tấn công. Nhưng khi loại tên lửa hành trình tấn công giàu kinh nghiệm trận mạc nhất thế giới của Mỹ chút xuống thì Bắc Kinh chưa chắc đã có thể tránh khỏi bất ngờ và tìm được phương thức đánh chặn hiệu quả. Bởi suy cho cùng, một núi lý thuyết cũng không bằng một lần thực chiến. Và chẳng có gì đáng sợ hơn khi Mỹ có thể đạt được 100 đầu đạn hạt nhân trên thềm nhà của Trung Quốc mà Bắc Kinh thậm chí còn không biết hoặc không thể làm gì. Thật vậy, tàu ngầm hạt nhân mạnh nhất của Mỹ là chiếc USS Nevada thuộc lớp Ohio mang theo 20 tên lửa đạn đạo Trident và hàng chục đầu đạn hạt nhân đã có chuyến thăm căn cứ ở đảo Guam thuộc lãnh thổ của Mỹ hồi đầu năm. Vì chuyến thăm của Mỹ đến hòn đảo chỉ cách Đài Loan 2.700 km về phía Tây và những xung đột liên quan đến Đài Bắc đã khiến mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh chưa bao giờ thôi nóng bỏng. Nhưng rốt cuộc, Trung Quốc vẫn phải rụt rè chiếc tàu ngầm lớp Ohio một bước bởi vì nước này không có kinh nghiệm trong chiến tranh chống tàu ngầm và thiếu vũ khí chống ngầm. Không tàu ngầm nào của Bắc Kinh, bao gồm tàu hạt nhân lớp Shang hay tàu ngầm điện Diazhen lớp Yuan, có thể sánh được với tàu ngầm lớp Ohio về các thiết bị cảm ứng, tàng hình và vũ khí. Còn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trang bị tên lửa đạn đạo Type-092 và Type-094 mà Trung Quốc đang nửa úp nửa mở thì chưa được kiểm chứng. Phần lớn các hạm đội tàu chiến của Trung Quốc, bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh, cũng có vũ khí chống ngầm nhưng số lượng không xác định, và nhiều loại vũ khí bao gồm ngư lôi chống ngầm được sao chép từ vũ khí cũ của phương Tây và Liên Xô. Bắc Kinh đã bắt đầu đưa vào sử dụng các tàu hộ vệ Type-054A vào năm 2008. Chúng được trang bị hai giàn phóng ngư lôi 3 ống loại 320mm bố trí trên boong ở hai bên mạn giữa hai cột tàu, hai giàn phóng rocket chống ngầm loại 6 ống Type-87 bố trí trên boong mũi sau vách chắn sóng trước pháo chính. Tuy nhiên, cái khó ở đây là chưa ai trong chúng ta kiểm chứng được sức mạnh này của tàu Type-054A. Như vậy, năng lực sân ngầm của Trung Quốc vẫn là một dấu hỏi lớn đối với thế giới. Và trong một cuộc xung đột tương lai, các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ chắc chắn sẽ tung ra những cú đấm cực mạnh vào khả năng tác chiến dưới lòng biển của Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên thực tế, sức mạnh răn đe đáng tin cậy nhất không phải là năng lực hải quân mà là sức mạnh không quân của Mỹ. Trong ít nhất 3 thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã thống trị lĩnh vực hàng không. Gần đây, Trung Quốc đã sở hữu những trang bị mạnh mẽ tương tự như máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ. Nếu Washington muốn kiềm chế họ, phải phối hợp chặt chẽ với các đồng minh nhằm phá tan chiến lược phòng thủ chống tiếp cận, phong tỏa khu vực của Bắc Kinh. Mỹ đã ở trong tâm thế cửa trên trong vài thập kỷ qua và không nghĩ rằng họ sẽ phải đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. Washington luôn cho rằng họ luôn chiếm ưu thế trên không, nhưng Mỹ đừng vội quên họ đã mất 3.744 máy bay tại chiến trường Việt Nam. Kế hoạch hiện tại của quân đội Mỹ là tiếp tục duy trì 76 máy bay ném bom chiến lược B-52 cho đến ít nhất là năm 2050. Ước tính tổng chi phí thay động cơ cho số máy bay này đã lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ.
vì B-52 là mẫu máy bay thời kỳ đầu của thời đại máy bay phản lực nên hiệu suất của nó thấp hơn nhiều, trong khi chi phí lại rất cao. Chính vì thế mà bóng ma B-2 Spirit sẽ là lựa chọn hợp lý hơn nhiều. Ban đầu được coi là một máy bay ném bom hạt nhân chiến lược, B-2 sau đó được cải tiến vào cuối thời kỳ chiến tranh lạnh để hoạt động như một máy bay ném bom tiêu chuẩn. Nó có khả năng xuyên thủng các mạng lưới phòng không, bay tới 9.656 km không cần tiếp nhiên liệu và có thể mang theo 40 tấn bom dẫn đường. Máy bay ném bom B-2 là nỗi sợ hãi đối với Bắc Kinh vì nó không bị radar phát hiện và có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Trung Quốc. Nó có thể cất cánh từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam và tấn công các mục tiêu từ Tân Cương cho tới Thượng Hải. Nếu Mỹ và Trung Quốc đụng độ trong cuộc chiến tại Tây Thái Bình Dương, thì Bắc Kinh rất có thể phải chịu vô vàn cuộc tấn công tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ, hậu quả vô cùng nặng nề. Với B-2, không nơi nào trên lãnh thổ Trung Quốc sẽ an toàn. Bất cứ căn cứ, không quân, kho đạn, ga tàu hỏa, nhà máy phát điện hay cảng biển nào của Trung Quốc cũng có thể bị tấn công. Diện tích không phận Bắc Kinh phải bảo vệ tăng lên đáng kể và Trung Quốc sẽ phải phân tán không lực gồm 296 máy bay chiến đấu Su-27 và Su-35 trên toàn quốc. Khả năng đánh phát hiện và đánh chặn sau đó sẽ không được đảm bảo. Máy bay ném bom B-2 là một hệ thống vũ khí nữa, thể hiện ưu thế vượt trội mà Mỹ đang sở hữu. Trong bất kỳ cuộc xung đột có thể xảy ra với Washington, Trung Quốc không thể hy vọng tấn công lãnh thổ Mỹ bằng vũ khí thông thường, ngoại trừ vũ khí mang hạt nhân. B-2 thực sự không có đối thủ tương thích trong kho vũ khí của Bắc Kinh. Một báo cáo cho biết, một mẫu máy bay ném bom tàng hình đang được phát triển tại Trung Quốc nhưng đồn đoán thì vẫn chỉ là đồn đoán. Đến nay vẫn chưa có mẫu máy bay nào như vậy được tiết lộ chính thức. Không giống như các loại vũ khí khác, bóng ma này đã từng tấn công Trung Quốc. Một máy bay B-2 đã tấn công nhầm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade trong một chiến dịch không kích của NATO vào năm 1999. Vụ tấn công đã khiến cho 3 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 20 người bị thương. Đã nói đến lực lượng không quân Hoa Kỳ thì đừng quên nhắc đến tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II, một trong những cái tên hiếm hoi có thể khiến Trung Quốc sợ mất mặt. Với thông số chiến đấu, có lẽ các bạn ở đây còn thuộc hơn cả tôi. Dù có một lịch sử phát triển chông gai do ngân sách bị cắt giảm và chậm tiến độ, nhưng nếu F-35 hoạt động như nhà phát triển quảng cáo, nó sẽ là một trong những tiêm kích đáng gờm nhất thế giới. Tất cả các hệ thống phòng không của Trung Quốc, từ máy bay cảnh báo sớm tới tên lửa đất đối không, bảo vệ tàu sân bay hay hệ thống tên lửa vác vai sẽ không đủ khả năng chống lại máy bay tàng hình. Trong khi máy bay chiến đấu như F-35 cực kỳ đắt, một lực lượng có khả năng tàng hình sẽ khiến các kẻ thù phải đầu tư tốn kém để nâng cấp hệ thống phòng không của họ. Cũng giống như F-22, Raptor, F-35 được trang bị một bộ cảm ứng hiện đại có thể thực hiện các sứ mệnh thu thập thông tin tình báo, do thám và chiến tranh điện tử. Hệ thống ANAAQ-37 của F-35 được cho là có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo và các mục tiêu khác trong phạm vi 1.287 km, trong khi hệ thống radar APG-81 có thể vẽ bản đồ địa hình và lực lượng của kẻ thù trên mặt đất. Những tính năng này không chỉ có tác dụng trong thời chiến mà cả thời bình. Và quan trọng hơn cả là lực lượng phòng vệ Nhật Bản, kẻ thù truyền kiếp của Bắc Kinh cũng đang trang bị F-35A. Thậm chí, đồng minh thân cận của Mỹ là Anh cũng được trang bị F-35B trên tàu sân bay Queen Elizabeth và sẽ được triển khai đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để phối hợp với Hải quân Mỹ tạo áp lực cho đất nước đông dân nhất thế giới. Điều này sẽ khiến Trung Quốc phải đối phó với một liên minh không quân có hiệu quả chiến đấu cao và khả năng sống sót mạnh mẽ. Đây mới là biện pháp răn đe hiệu quả nhất đối với Bắc Kinh. Như vậy, chưa nói đến việc tấn công đến đất liền mà chỉ giao tranh ngoài biển thôi là đã đủ để khiến Trung Quốc phải kinh hồn bạt vía trước tiềm lực khổng lồ của Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh là một trong những quốc gia rất kín tiếng, hiếm khi thông tin về những dự án vũ khí được tiết lộ công khai. Biết đâu họ đang sở hữu trong tay những con quái vật chưa từng được công bố và chúng ta chỉ biết khi chiến tranh thực sự nổ ra. Theo bạn, nếu giả thuyết này là thật thì bạn nghĩ đó là loại vũ khí bí mật nào?